Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa thứ tư ngày 12 tháng 4 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 4. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 7, 9. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2945, 3728, 7667. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4047. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 71658, 74910, 88219, 30440, 91611, 05691, 73058. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 05922, 49492. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 87233. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 40373. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 787288. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 787288.